Vâng, xin chào toàn thể anh em audio. Và hôm nay ngày 16 tháng 4, Phạm Thức Audio lại tiếp tục giới thiệu đến quý vị các bạn hai cặp loa, một cặp Boss 201 CD4 và một cặp 201 CD5. Nếu xét về tổng thể khi đặt ra như này thì anh em nhìn này, 201 CD5 nó có chiều hướng nhỏ hơn 201 CD4. Nhưng chúng ta cùng khám phá rồi sẽ ra một cái kết cuối cùng của cả hai cặp loa này nha. Trước tiên là cặp loa 201 CD4 thì 201 CD dòng CD4 thì con nào nó cũng được thiết kế hơi vát vát như này. Và một bát mặt và một tép ở bên hông như này. Còn CD5 thì nó luôn luôn trung thành với một cái hiệu ứng là một quả tép bên cạnh và lỗ thông hơi đằng trước mặt. Và nó là khung nhựa như cong như này. Đây các bác xem đấy, cái căng xịn của nó khi chúng ta kéo ra kéo vào nó còn nó tự mút lại đấy. Nếu em đang tháo bằng một tay này thì rất khó. Đấy các bác nhìn thấy chưa? Thôi chơi luôn bằng hai tay cho nó dễ. Đấy, tháo ra được rồi. Và căng của dòng Boss thì con nào nó có nhám như này. Đấy, và em dán tem vào đây để khẳng định với anh em là đến cái căng em còn dám đảm bảo cho anh em là căng xịn. Đấy. Thế nào em dán đây. Mà nhìn thấy chưa? Đấy, căng nào em dán nhá. Và khi mở ra thì chúng ta nhìn thoáng nha. Thì anh em đều thấy rằng là bát của CD4 và bát của CD5 nghe có vẻ là nhìn có vẻ là giống nhau rồi đây. Nó chỉ khác nhau mỗi cái vành, một thằng này là vành nhựa, còn thằng này là vành giấy. Đúng không ạ? Và tép của nó thì đây. Còn tép của thằng này thì đây. Nếu như thằng này mà bỏ ra thì nó giống nhau thôi. Bỏ cái lớp cạnh này ra thì nó giống nhau. Vâng, trước khi thì tháo ra thì cho em được quay cái ngoại hình của hai cặp loa này trước đã nhá. Chúng ta cùng xem cái góc cạnh đẹp này, đẹp xuất sắc luôn đúng không ạ? Và số series của nó thì đang trùng nhau này. Đây này, 7038-0409A 380409B. Đấy, trùng series nhau nhé. Đẹp keng đúng không ạ? Và kể cả là series 5 này cũng thế. Rồi, các bạn nhìn này. Cái lép số của nó là 078A2P 0782BP. Đấy, đấy là trùng nhau nhé. Hàng này của em là hàng USA này. USA. Đấy, ngoài đấy thôi anh. Đây, còn 201 CD4 thì sản xuất tại Made in Mexico. Đấy. Rồi bây giờ chúng ta cùng khám phá mở ra nhé. Góc cạnh thùng đây, anh em nhìn. Yêu không? Quá đẹp luôn và lung linh. Sau khi tháo loa bát ra thì chúng ta sẽ thấy được năm sản xuất và tất cả mọi thứ của nó. Khi nhìn tổng thể như này thì chúng ta nhìn thấy thì nó có sự khác nhau. Nhưng đây, chúng ta nhìn kỹ nhá. Thì cái xương của cái con CD4 nhìn nó là gọi là nó là mạ bảy sắc cầu vồng. Còn trong cái đó xương của thằng CD5 thì nó là sơn màu đen. Đấy. Và đây, củ loa của nó là Made in Mexico này. Được sản xuất vào ngày 28 tháng 3 năm 2010 à. Đấy. Bác nào giỏi dịch cái này thì dịch hộ em ấy. Nếu như em nhớ không nhầm thì đây là 28 tháng 3 năm 2010. Còn con này thì sẽ là sản xuất vào 28 tháng 9 năm 2001. Đấy, nó, cái ngày tháng của nước ngoài thì nó sẽ được đi ngược như vậy. Củ của nó đều là củ trợ từ tròn như này. Đấy. Màng loa và gân loa thì giống nhau. Đấy. Đấy. Tép của nó bên trong. Thì bông của dòng này thì đây này, bông của nó che hết nha. Thùng thơm phức luôn mùi Mỹ. Đây. Loa bao zin cho anh em toàn tập nhé. Dòng loa này thì phối ghép thêm cho anh em vào những bộ dàn nghe thêm thiếu lời và thiếu tép. Còn cái bọn này mà có thêm một quả súp vừa vừa nữa đánh trong gia đình nghe nhạc cũng rất hay. Cấu tạo của nó là một bát 18,5 cm. Đây. Dòng này thì tiếng nó rất hay luôn, tép nó sang sảng. Đấy. Và hai cặp loa này trùng series nhau hết toàn bộ. Và bây giờ cho em xin phép được báo giá tới quý vị các bạn là cặp này CD4 là có giá là 4,4 triệu, còn cặp này có giá là 4,3 triệu nhá. Giá của em không bao gồm tiền cước phí và không bao gồm trả giá.
Nếu bác nào ok thì em nhận cho các bác là tiền cước nó rơi vào khoảng chừng tầm 100 nghìn một cặp loa này. Ship hàng đến tận nhà cho anh em cộng thêm 100 nghìn là em sẽ ship hàng tận nơi. Có đặt cọc tiền thì có COD và đặt cọc tiền thấp nhất là 500 nghìn. Mọi thông tin anh em liên hệ qua số điện thoại 0972 192 087. Phạm Thức Euro kính chào quý vị các bạn và hẹn gặp lại anh em trong video lần sau.